Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả đang theo dõi video clip này trên Thiên TV. Và hôm nay Thiên TV làm clip này để thông báo cho những khán giả mộ điều môn bóng chuyền chế, đặc biệt là nội dung kỳ pháo vào ngày mai, ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố xinh đẹp Hải Phòng mến yêu của chúng ta, sẽ diễn ra trận đấu kèo hẹn kỳ pháo kinh điển giữa Huy Cháu Hải Phòng và Sang Phan Rang. Đây là một cuộc đại chiến Bắc Nam vô cùng hấp dẫn. Kèo là Sang Phan Rang sân 9m70 và Huy Cháu Hải Phòng sân 9m. Như vậy là có thể thấy là Sang Phan Rang chấp Huy Cháu sân rộng ra 70cm nữa. Thế thì như chúng ta đã biết, Huy Cháu là một tượng đài của bóng chuyền độ Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là ở nội dung Ki Solo. Và lúc đương thời thì Huy Cháu có thể coi là tay Ki số 2 ở Việt Nam, chỉ sau Long Ki mà thôi. Và anh đã từng có một trận solo với Long Ki cũng tại thành phố Hải Phòng. Thế thì chúng ta thấy được đẳng cấp của Huy Cháu. Tuy nhiên chúng ta thấy Huy Cháu vài năm trở lại đây không xuất hiện nhiều ở các kèo đấu. Trong khi đó đối thủ của anh là Sang Phan Rang đang hừng hực khí thế thách đấu mọi kèo hẹn. Thì Sang Phan Rang đã đến với thành phố Hải Phòng và có cuộc gặp gỡ với Huy Cháu vào ngày mai. Thế thì theo nhìn nhận của Titan TV thì đây là hai tay Ki có lối đánh khá giống nhau, nhanh nhẹn, thể lực bền bỉ. Và Sang Phan Rang có lợi thế về sức trẻ, Huy Cháu thì lợi thế về kinh nghiệm. Trong khi đó thì Sang Phan Rang chấp Huy Cháu một kèo khá là nặng. Thì diễn biến của trận đấu như thế nào và kết quả của trận đấu như thế nào thì chúng ta không thể đoán trước được, chỉ khi trận đấu kết thúc. Và cũng xin thông báo đến tất cả các bạn như vậy, để những khán giả, đặc biệt là những khán giả của thành phố Cảng Hải Phòng, chúng ta hãy cùng đến sân để xem, để cổ vũ cho các idol của mình, cũng như là ghi lại những khoảnh khắc đấy. Thì đó là một thông tin chính thức từ trang cá nhân của Sang Phan Rang. Thông tin chính thức vào ngày mai 15 giờ tại thành phố Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2023, kèo hẹp Sang Phan Rang chấp Huy Cháu Hải Phòng sân rộng ra 70cm. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi thông tin này.